Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Công bố nguyên nhân cá chết chiều 30 tháng 6. Chiều nay 30 tháng 6, nguyên nhân và đối tượng gây ra cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung sẽ được công bố tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ. Chiều 30 tháng 6, đại diện Chính phủ cùng các bộ ngành địa phương trong vùng ảnh hưởng sẽ cùng tham gia buổi họp báo công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt bất thường tại 4 tỉnh miền Trung. Trước đó, trả lời báo chí sau buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định nguyên nhân sự cố sẽ được công bố trong tháng 6. Còn lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ thì khẳng định nguyên nhân cá chết đã được xác định. Tuy nhiên, để công bố thì phải trải qua quá trình phản biện của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, việc xác định nguyên nhân cá chết còn liên quan tới thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Hiện tượng hải sản chết bất thường hàng loạt bắt đầu xảy ra từ ngày 6 tháng 4 tại Hà Tĩnh, khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà của thị xã Kỳ Anh. Sau đó tiếp tục xảy ra tại Quảng Bình ngày 10 tháng 4, Thừa Thiên Huế ngày 15 tháng 4, Quảng Trị ngày 16 tháng 4, với số lượng và tần suất theo thời gian tại từng tỉnh khác nhau và kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 5. Trong đó, hải sản chết nhiều tại tỉnh Hà Tĩnh ngày 6 đến ngày 7 tháng 4, tỉnh Quảng Bình từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 4, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 16 đến ngày 17 tháng 4 và tỉnh Quảng Trị ngày 18 đến ngày 19 tháng 4, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4. Cùng với hiện tượng hải sản chết hàng loạt tại Hà Tĩnh quay trở lại thì trên biển xuất hiện dòng chiều màu nâu. Ngày 4 tháng 5 xuất hiện dòng nước màu nâu đỏ tại Quảng Bình. Qua theo dõi của tổ công tác tại hiện trường, từ ngày 4 tháng 5 đến nay không còn phát hiện hiện tượng bất thường tại khu vực này nữa. Theo thống kê, hiện tượng này đã khiến ngư dân miền Trung khốn đốn khi tổng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. Sau vụ cá chết, thuyền đắp nằm bờ, ngư dân thất nghiệp. Nhiều ngư dân Hà Tĩnh rơi vào cảnh thất nghiệp hoặc phải chuyển sang nghề khác mưu sinh sau sự việc cá chết hàng loạt trôi dẹt vào bờ biển ở các tỉnh miền Trung. Rõ ràng hơn 2 tháng trời vì hiện tượng cá chết bất thường khiến cuộc sống của ngư dân Hà Tĩnh như bị đảo lộn, đặc biệt là thảm cảnh ngư dân chôn thuyền trên bờ biển không dám ra khơi đánh cá khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn, nhiều nhà hàng và lái buôn thất thu bởi người dân không dám mua cá ăn. Ngày 29 tháng 6, tại bờ biển thuộc thôn Hoàng Sa, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thay bằng hình ảnh tàu thuyền nhộn nhịp ra vào là cảnh tượng hiu hắt khi hàng loạt tàu cá buộc chặt dây nằm trơ trọi trên bãi cát không một bóng người. Nhiều ngư dân ở đây cho biết hơn 2 tháng qua họ rơi vào cảnh thất nghiệp vì không dám đi biển hoặc phải chuyển nghề mưu sinh để có tiền trang trải cuộc sống. Chia sẻ với phóng viên, ông Mai Xuân Tình, một ngư dân ở xã Kỳ Lợi nói: "Từ xưa đến nay gia đình tôi chỉ dựa vào nghề đi biển kiếm sống. Sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, chúng tôi không dám đi biển nữa vì đánh cá về không ai mua. Với người tái định cư như chúng tôi không làm nghề đi biển thì cũng chẳng biết làm nghề gì nữa. Mấy đứa con tôi phải vào miền Nam đi làm cho công ty chứ ở nhà chắc chết đói mất." Bà Nguyễn Thị Tín, ngư dân ở xã Kỳ Phương, Hà Tĩnh cho hay: "Chồng con làm nghề biển mà nay thất nghiệp nên hàng ngày bà phải đi dọc bờ biển lượm ve chai bán kiếm tiền mua đồ ăn hàng ngày. Giá như cá không chết, một tháng chồng tôi đi biển cũng có 10 đến 15 triệu đồng. Mấy đứa con giờ phải bỏ vợ con ở nhà vào tận miền Nam làm thuê", bà Tín than thở. Hiện tượng cá chết bất thường còn ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà hàng, quán ăn, kinh doanh buôn bán hải sản. Dù đang cao điểm du lịch mùa hè nhưng quán xá không một bóng khách là hình ảnh thường xuyên ở đây. Nhiều hàng quán phải đóng cửa vì không có khách, nếu có cũng chỉ lẻ tẻ một số khách du lịch nước ngoài đến ăn.
Hầu hết ngư dân ở Hà Tĩnh mong muốn được biết nguyên nhân cá biển chết. Nếu tìm được ra thủ phạm thì phải bắt họ đền bù thỏa đáng cho ngư dân và làm sạch biển để người dân yên tâm đánh bắt cá. Anh Hoàng Văn Thủy, 36 tuổi, chủ quán hải sản phố biển ở bờ biển Khu Tượng, thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương, tặc lưỡi. Quá ế, từ 2 tháng trở lại đây, quán thất thu rất nhiều vì không có khách đến ăn. Trước đây, hồ chứa cá tôm cua ghẹ chỉ 2 ngày là bán hết một lứa. Còn bây giờ phải 10 ngày hoặc hơn thì mới bán hết. Như những năm trước, những ngày này quán rất đông khách, mỗi ngày bán từ 10 đến 20 triệu đồng. Bây giờ thậm chí không có đồng nào. Anh Thủy phàn nàn. Mỏ neo của thuyền hen gì sau mấy tháng trời không được đi biển. Những con thuyền tại Âu Thuyền, Kỳ Lợi, Kỳ Anh đắp chiếu khoảng 2 tháng nay. Một số ngư dân vì nhớ biển quá nên thỉnh thoảng vẫn ra khơi, họ cho biết phải sử dụng thuyền lớn đi vào các vùng biển ngoài khơi hoặc ở các nơi khác mới dám đánh bắt và bán tại địa phương đó chứ. Nếu đưa về cảng ở đây thì bán không ai mua. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.